backing, con sẽ nói về thành công của con tại quốc tế và quốc gia. Con đã làm gì đâu mà con thành công được. Con phải hát nào, bây giờ hát bài Ba Thương Con hay là Một Con Vịt. Rồi, nào 2, 3. Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba. Mẹ và ba, con yêu nhau lắm. Thương bài hát, để hát cho con. Trời ơi, biết chế lời à? Biết từ hát bài Một Con Vịt xem Bi có chế lời không? Một con vịt chỉ là hai cây căng. Nó kêu gần cắt 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 cắt. Ngân thơ nước nó bị bà bị bớt. Nó trong giờ cho nó hát cho khờ lên. Không phải, Bi không được chế lời như thế. Nó canh giờ để nó với anh Châu Khô đâu phải. Lúc lên bờ. Lúc lên bờ cái gai cắn chặt khờ la la. Rồi bây giờ Bi hát bài gì nhỉ? Con cò 2, 3. Con cò bé bé nó đông gần. Ủa? Mà anh hát bài đó mà. Con chưa hát bài đó mà. Con cò bé bé nó đông gần chơi không hỏi mẹ biết. Đi đường nào, đi em hỏi, khi em chồng em